Còn anh thì tệ hơn trước kia, sống trong hoài niệm sang đến khuya. Vì có yêu một người nên chưa quên được. Người phân vương sau cuộc tình thật đáng thương. Người ôm những tâm hy rồi đôi khi này nước mắt rơi. Anh gắng chịu được nhân tâm này thay.